gọn, rất là gọn, nhìn nó như son vậy á. Thì ở đây mình sử dụng một mixer sao kinh DM20 dành cho nhạc công. Thì mixer này sẽ không ảnh hưởng gì tới vocal cả. Riêng về vấn đề vocal thì để mà chỉnh chi tiết hơn thì mình có sử dụng một con mixer của Allen Head ZI10FX. Thì ok, thì mình sẽ gọi là đây là cái đường line của cái mic trắng hồi nãy khi mình tháo cái dây line ra. Quên mở rồi. Và các bạn đã thấy là bắt đầu là có cái hiệu, các bạn cũng đã thấy là các bạn cũng đã nghe là chúng ta đã có những cái âm thanh phía bên ngoài rồi. Thì ở cái trải nghiệm đầu tiên của mình thì những cái con số và những cái nút và cái nút chuyển của con số trên này á, nó biểu hiện là cái gì? Đó là cái tần sóng, cái tần sóng để cho hai thiết bị được kết nối với nhau. Thì ở đây đang là số 1 và trên thiết bị thì cũng là số 1. Ok, về mặt kết nối giữa hai thiết bị thì cũng khá là dễ, và tín hiệu nó cũng hầu như là mình có cái cảm giác, tại vì bây giờ mình đang đứng ở phía sau loa cho nên là mình có cái cảm giác gọi là chưa có gì thay đổi cả. Thì để mình chạy ra bên ngoài để coi đi như thế nào. Ok, bây giờ chúng ta đứng trên sân khấu như thế này thì khoảng cách từ vị chỗ cái vị trí mà của thiết bị kết nối cho trong sơ đến khoảng cách này nó rơi vào khoảng 3 mét, đang rơi vào khoảng 3 mét. Thì chúng ta có những cái cản trở lại như thế này, tấm khung kim loại của cái tủ, cột loa, và mình thấy là hầu như chất lượng âm thanh nó không thay đổi. Và bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ tính về cái khoảng cách, chúng ta sẽ xem đây là cái khoảng cách của cái micro này nó được là bao xa ha. Ok, thì bây giờ là chiều dài của quán này hiện tại bây giờ đang là 25 mét, tính từ cái điểm này. Thì ok, mình sẽ đi xuống một cái đoạn tầm khoảng là một cây cột này là 5 mét, hai cây là 10-15. Ok, mình sẽ đứng ở giữa cái đoạn của cái dưới đó để mình test thử cái tín hiệu như thế nào ha. Đứng ở một cái vị trí so với lại cái thiết bị cắm áp mixer thì rơi vào tầm khoảng 20 mét, và đã có những cái thiết bị đã có những cái vật dụng cản trở giống như là bàn ghế như thế này này, cột, loa. Mình cảm thấy là khi mà mình đứng ở đây thì cái vị trí của mình khi mà mình nói chuyện qua thiết bị đó thì hầu như là thiết bị là không có bao nhiêu. Vẫn có nhưng mà rất là ít, nhưng mà cái mà phản hồi giữa hai thiết bị thì rất là tốt, hầu như là cái độ feedback của nó rất là ít, và cái chất lượng thì không thay đổi so với mic dân. Thì mọi người cũng đã thấy đó, mình đang nói chuyện rất là thoải mái ở đây, không có vấn đề gì cả. Và sau khi mà mình thì mình có làm tắt ở 6 cái kênh ở trên cái thiết bị đầu cuối như thế này thì mình có được một cái trải nghiệm như thế này. Trải nghiệm nó như thế này này. Trải nghiệm nó như thế này. Những cái kênh này nó là cái tần số để cho chúng ta kết nối về hai cái thiết bị đầu vào micro và đầu cuối vào cái mixer. Trong những cái thiết bị ví dụ như ở bên quán mình thì mình có hai cái micro là
thì mình sử dụng hai cái video mình đổi, nó không có bị đụng tần số với nhau. Và cái nhất, cái thứ hai nữa là tùy thuộc vào cái vị trí và cái như thế nào trong cái mặt bằng của mình nó có vật liệu cản trở như thế nào, thì những cái kênh như thế này nó sẽ gọi là giúp mình tùy chỉnh từng kênh sao cho phù hợp với là cái địa điểm và những cái vật liệu cản trở trong cái địa điểm ngay lúc đó, sao cho nó phù hợp để mình có được cái sông giữa video và kết nối mixer khi mà mình xuất ra ngoài nó được tốt nhất có thể và không bị một cái gì đó cản trở. Và cái sản phẩm này thực sự ra là sản phẩm rất là tiện dụng cho những cái trên những full band. Ví dụ như mọi người diễn ở một cái hội trường mà cần khán giả và giao lưu rất là nhiều thì đây là những cái gọi như là các bạn có thể sắm sửa cho band, sắm sửa cho từng vocal của band hoặc là ở trong hội nghị trong cái gì đó thì rất là tiện dụng. Mình cảm thấy là mình chắc là sau cái dịp này thì mình gọi là sẽ ủng hộ thêm một vài thiết bị như thế này nữa của Tâm, tại vì nhu cầu của quán không dừng lại là chỉ diễn của quán mà chuyển ra những cái sân khấu sinh viên rồi này nọ, thì những cái sản phẩm mà nó thực sự mang lại những trải nghiệm mà từ đầu tới giờ cho mình thì mình cảm thấy là nó rất là tốt, thì mình rất là muốn là sử dụng những cái này để hỗ trợ cho Ben, hỗ trợ cho cô cổ của Ben giao lưu với khán giả nhiều hơn. Và là kết thúc cái clip review này ở đây. Và chúc các bạn là có thêm một cái gì đó trải nghiệm thật sự hơn về cái video này. Yên tâm đi, thiết bị này sau khi mình trải nghiệm mình thấy nó rất là vui và anh em có thể sử dụng được. Và một cái thông điệp cuối cùng mình nói trước khi mình ao cái phần review này, đó là cái sạc rất là thân thiện bên em. Ở đây còn cái cổng sạc chủng micro anh em ạ, chủng micro. Và trên cái hộp thì nhà sản xuất có để chúng ta một cọc dây sạc có hai đầu, có nghĩa là chúng ta cắm một cục bá đất cơ và chúng ta có thể sạc được cùng một lúc hai thiết bị đầu ra và đầu cuối. Đây vẫn là chủng USB thông thường thôi, chúng ta có thể là xài bằng các sạc điện thoại cũng được, không sao hết, miễn là đủ điện là ok thôi, chứ cũng không có quá phức tạp về vấn đề mà gọi là sạc điện. Ở đây chúng ta có một cái jack gọi là cái gì, cái này chúng ta có một đầu ba ly rưỡi, một đầu không ăn được. Cái này chúng ta có thể sử dụng để cho chúng ta quay phim, ví dụ như thiết bị như là máy quay phim á, mà nó có một cái thiết bị xuất ra video để nó có thể cắm vào trong cái này và thu trực tiếp từ máy quay phim đó ngay lúc thời điểm đó và cái mixer đó, thì chúng ta mình có thể là sử dụng bằng cái jack này. Ok, thì về những cái jack mà đi kèm, cái tu đi kèm như thế này chúng ta rất là thân thiện, cộng thêm sản phẩm cũng thân thiện như thế này thì mình nghĩ là chúng ta bay những bộ cổ lên được một con như thế này để chúng ta có được một cái gọi là thoải mái hơn trong vấn đề biểu diễn cũng như là giao lưu với khán giả. Và ok, mình kết thúc clip này tại đây và chúc mọi người là khi mọi người cầm trên tay sản phẩm như thế này của Việt Phương thì mọi người sẽ có được cái trải nghiệm tốt hơn bình thường. Thì là vì thời lượng nó cũng có hạn cho nên là chào mọi người tại đây, chúc mọi người có một ngày vui vẻ.